chào tất cả các anh em. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và gặp được nhiều may mắn nha. Thì bây giờ đây là Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe tải nhỏ. Con xe tải đem lại lợi ích rất là lớn, cũng rất là nhiều anh em đầu tư chở hàng trong các đi vào những con đường nhỏ hẹp thành phố hoặc là các con đường men trên đường miền Tây. Xe tải như anh em đã thấy, chiếc xe rất là xinh xắn, thiết kế rất là đẹp mắt. Xe tải mang mình hôm nay là mang nhãn hiệu là Đông Ben DB1021 và thùng mui bạc, có tải trọng là 810 kg. Hiện tại chiếc xe này đang có giá là 166 triệu và mình bán trên toàn quốc luôn nha anh em. Chiếc xe màu xanh rất là đẹp, Đông Ben luôn, kiểu dáng rất là đẹp. Ok, hệ thống đèn nó là mà vuông, cũng có đèn sương mù. Đông Ben. Xe mình đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 à, lốp bằng cao su Mina. Thùng hàng này dài được lọt lòng 2m45, chiều ngang là được 1m41 và chiều cao 1m47 và kèo bạ có thể nâng kèo được. Lớp sau nhíp này, xe mình này chạy bằng xăng nha. Còn nội thất xe mình trang bị kính chỉnh điện, quạt gió, vô lăng, tay lái này trợ lực nha, rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, này là ghế ngồi, ghế phụ xe nhỏ đi được 2 người. Cần số 5 số tiến và 1 số lùi. Hệ thống nội thất xe gồm có là nè, radio cộng USB, mồi lửa đầy đủ. Màn hình điều khiển của xe chỉ 166 triệu thôi là anh em có được chiếc xe tải Đông Ben, và giá cả còn có thể thương lượng với anh em. Rất tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Xe cũng có hỗ trợ qua ngân hàng, anh em vay ngân hàng được 70%, 30 thì anh em trả trước tầm khoảng 50 triệu là có chiếc xe này rồi. Ngoài những xe Đông Ben ra thì bên công ty Lĩnh ô tô Phú Cường thì cũng có nhiều dòng xe khác. Xe nhỏ, dòng xe Kenbo XRM 930 kg, xe Jack 990 kg, đầy đủ luôn. Anh em xem, có thể nếu mà đầu tư xe tải Đông Ben này hãy liên hệ xuống điện thoại màn hình, mình sẽ tư vấn cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại video clip tiếp theo.